một cái clip tiếp theo để mình chia sẻ anh em về những anh em nào đang xài những cái dòng động cơ đời mới Euro 4, Euro 5. Thì đó chính là cái bình nhiên liệu hay còn gọi là bình dầu diesel. Thì cái vấn đề về cái bình dầu này cũng là một cái cấp bách nhất hiện nay, và nhiều anh em chủ xe chạy những cái dòng đời mới, dòng kim phun bác điện bỏ qua cái vấn đề này. Đó chính là việc chúng ta phải vệ sinh định kỳ cái bình dầu này ha. Tại sao chúng ta phải vệ sinh cái bình dầu này định kỳ? Bởi vì một trong những cái nguyên nhân hiện nay gây ra cái tình trạng hư hỏng hàng đầu đối với các cái dòng xe đời mới đó chính là cái tình trạng bị hư hỏng kim phun. Và hư hỏng kim phun thì xuất phát chính vẫn là tình trạng nhiên liệu dơ. Nhưng nhiên liệu dơ này không xuất phát từ cái việc anh em đổ những cái dầu dơ, mà chúng ta xuất phát từ cái việc các cái bình dầu này lâu ngày nó sẽ lắng đọng những cái cặn bẩn nước có trong hệ thống dầu. Và khi mà anh em để lâu ngày, ví dụ tình trạng khoảng 2-3 năm, thì cái ghép cặn bẩn này có khả năng nó sẽ đi vào các cái hệ thống kim phun, qua các cái lọc dầu và đi vào hệ thống kim phun và bơm cáp, gây ra tình trạng hư hỏng nghiêm trọng. Đó. Do đó là một trong những cái phần mà anh em cần phải bảo dưỡng quan trọng đó chính là xúc rửa và vệ sinh bình dầu định kỳ. Các bạn có thể thấy những cái hình ảnh đây. Là những cái hình ảnh mà khi bên mình xử lý những chiếc xe bị hỏng kim phun, và bên mình một cái khâu bắt buộc đó chính là bọn mình phải tháo bình dầu này ra để vệ sinh, tránh cái tình trạng là sau khi sửa chữa kim phun xong thì cái thời gian bị hư hỏng kim phun lại tiếp tục diễn ra. Và các bạn có thể thấy những cái bình dầu này rất là dơ. Khi mà các bạn sử dụng các cái dầu sạch rồi, tuy nhiên là cái phần nhiên liệu mà có chứa các cặn bẩn hoặc là nước vào trong bình dầu thì nó sẽ lắng xuống phía dưới này, và nó sẽ ở lại trong bình dầu chúng ta tích tụ theo năm tháng. Và cái điều quan trọng nhất là nước nha các bạn. Rất là nhiều cái trường hợp là xe bị hư hỏng do nước nó vào trong cái bình dầu này. Vì ở Việt Nam chúng ta cơ bản là cái khí hậu là khí hậu nhiệt đới gió mùa. Khi có chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài bình dầu thì nó sẽ ngưng tụ thành những cái nước, và nó làm cho cái bình dầu chúng ta có hiện tượng bị nước vào trong dầu này. Vậy thì đối với những cái dòng xe đời mới Euro 4, Euro 5 này thì anh em cần phải định kỳ vệ sinh và xúc rửa bình dầu. Thì theo mình, theo bên mình khuyến cáo thì khoảng tầm 2 năm chúng ta sẽ xúc rửa bình dầu một lần, hoặc anh em chạy khoảng 100.000 cây chúng ta sẽ xúc rửa bình dầu một lần để giúp cho những cái cặn bẩn được loại bỏ ra khỏi hệ thống nhiên liệu. Thì từ đó chắc chắn cái xe của anh em chạy nó sẽ ít bị các hư hỏng về các cái phần vấn đề về kim phun và bơm cao áp.